Nói về tối hôm đấy thì là giây phút mà khiến mình nhớ nhất và đến bây giờ bị ám ảnh là sau khi mà ba anh em chúng tôi là cứu được ba người ở trong nhà ra thì là một lúc sau thì nhìn lên đằng sau của dãy nhà đấy có một người cầm điện thoại và bật flash vẫy ra để kêu cứu. Nhưng mà lúc đấy là lửa nó cháy to rồi mà không ai có thể vào trong được nữa thì là đồng thời lúc đấy là lực lượng chức năng phòng cháy chữa cháy cũng đến và nhường lại hiện trường để cho họ vào. Vì lúc đấy là mình là người bình thường đấy không có bất kỳ một trang thiết bị nào hỗ trợ cả. Nghe tiếng hét hò hét ở trong và cứu tôi với, là thật sự lúc đấy là một cảm xúc dâng trào thật. Cố gắng hết sức, mặc dù người mình là không được to khỏe, sức của cái búa đấy nó sẽ kiểu nó văng ra, cái lực văng của nó khá là nặng. Tay mình rất là bé, cầm cái búa đấy thì đúng to bằng tay mình. Vẫn nghe tiếng cứu ở trong và vẫn cố gắng hết sức mình. Cái cảm giác khi đầu tiên khi mình làm đầu tiên mình đứng mình hỗ trợ xong rồi, cảm giác mà mình cảm thấy tiếc nhất là khi mình cứu được người ra nhưng trong người ta vẫn đang hò hét ấy, nhưng mà bất lực không làm gì, mình không có một cái trang thiết bị gì cả để mà vào hỗ trợ người ta, trong cái đấy thì người ta đang hò hét rất là nhiều.